Ngày 11 tháng 4, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành cáo trạng truy tố tài xế Đinh Tiến Bình, trú huyện Chư Pư, Gia Lai về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ dẫn đến vụ tai nạn làm 3 người của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Theo cáo trạng, vào chiều ngày 12 tháng 8 năm 2023, tài xế Bình điều khiển xe tải chở đá lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ huyện Chư Pư đi thành phố Pleiku khi đến địa phận thôn Tao Cho, xã Ia Hờ Rú, huyện Chư Pư, Bình đã thực hiện hành vi vượt xe ô tô con của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai do anh Nguyễn Tú Sinh lái đang đi trước cùng chiều. Tuy nhiên, do vượt xe không đảm bảo an toàn, xử lý tình huống kém, nên xe tải của Bình đã tông vào đuôi xe ô tô con, khiến xe này mất kiểm soát và quay ngang. Tiếp đó, xe tải tiếp tục tông vào thân xe, đẩy xe sang làn đường bên trái và va chạm với xe tải do tài xế Nguyễn Tấn Sôn điều khiển chiều ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm 3 người trên ô tô con tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng, tổn hại sức khỏe 44%. Ngoài ra, ba ô tô hư hỏng gây thiệt hại hơn 284 triệu đồng. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với ba lái xe đều âm tính. Thời điểm xảy ra tai nạn, tốc độ của xe tải do tài xế Bình điều khiển là 55 km h